Rồi, xin chào các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia bình chọn ảnh tự sướng trên diễn đàn kinh tế. Và chúng ta cũng đã có kết quả cái ảnh đoạt giải mà được các bạn yêu thích nhất. Đó là cái ảnh số 12. Vâng, cái ảnh số 12 là cái ảnh của hai bố con tự sướng trên cái bàn. Mình cũng rất thích. Và ngoài những cái giải dành cho các ảnh bình chọn thì còn một giải nữa dành cho các bạn tham gia bình chọn. Và phần thưởng là một cái gậy tự sướng có tích hợp Bluetooth. Và tất nhiên là mình sẽ chọn random, mình sẽ quay số để chọn ra các bạn thắng giải. Rồi, bây giờ mình sẽ qua xem cái danh sách. Thì danh sách của mình gồm có 579 bạn. Vâng, rồi bây giờ mình sẽ loại ra anh Cua Hiệp và Tuấn Lên ra. Này này là không có quyền chơi. Rồi bây giờ mình sẽ vào trang random.org, trang kinh tế thường ngày để bốc thăm. Và chúng ta sẽ chọn từ số 3. Chúng ta sẽ lấy từ số 3 và đến số 579 và chọn ra một bạn may mắn để nhận được. Đó là số 54. Vâng, để mình xem số 54 là số nào ha. 54 là số Alibaba, có cái nick là Alibaba. Rồi, xin cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.